Ông nhìn đi cho bọn nó xem cảnh chợ. Hôm nọ anh quay cái chợ đó. Quay cái nhà đấy, con đấy. Xấu. Cô ấy cũng bỏ cái nón ra cho anh quay tí. Ừ. Nhìn đẹp nhỉ? Rồi bắn gà. Ngỗng là nó nuôi nó giữ nhà tốt lắm. Bọn trẻ con nó thích thỏ. Đúng rồi. Nó nhỏ nhỏ hơn, nó xinh nó đẹp hơn. Con này là cũng to rồi. Đây anh ấy anh bắt được chó. Chó bác Hà đẹp. Chó chị bác kêu, chó bác Hà, chó Sù bác Hà. Thế mua cho con cái nào thì mua, thế mua bán đấy cái này. Cái này nhặt lắm, cái này đội cái 500. Chưa, chung kê, cố gắng cách chung kê. Các anh đi tuổi hơn. Đi hơn, cái này đi xa. Đến nãy sao? Nhớ chưa sao? Hả?
đây là lại cắt, ông làm là cắt, là cắt ngang đấy anh, lúc nãy là cắt dọc. À, lại đưa sang bên này để cắt. Cắt lúc còn mềm nhưng nó cứng nha, có một cắt.